Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Jupiter độ vàng áo da vest độc nhất ở Việt Nam. Yamaha Jupiter là mẫu xe số tầm trung đến từ hãng xe Nhật, với thiết kế thể thao mạnh mẽ và thời trang, cùng với động cơ đầy tới sức mạnh, tích hợp rất nhiều công nghệ tiên tiến nhất của hãng. Nay với phiên bản Jupiter độ tuyệt đẹp dưới đây, chiếc xe trở nên nó bật hơn rất nhiều. Dàn đầu xe độ được trang bị đồng hồ của Raider Sunker, các cụm tăng tốc và bao tay Domino tạo thành một cố combo êm ái và giúp xe tăng tốc nhanh hơn khi chạy độ cao. Cụ chung CNC cắt logo Rizoma cho đất 20 độ kẹp sườn, giúp đầu xe ổn định hơn chạy độ cao. Nhìn ngắm vào lốc máy, ta thấy được cái bộ con tay được đổ thêm Oppo Spark, bình dầu EM mini nhỏ gọn nằm ẩn hiện sau các chân. Phuộc kiểu Holin bình dầu rời đem lại độ nhúng êm ái, cũng như kiểu dáng bên ngoài hầm ổ hơn, lấp đầy khoảng trống dưới gầm xe. Chèn đầu da dè được độ lại giống như kiểu da vest. Mâm của da vest cũng là một món đồ chơi quá quen thuộc nên không cần phải giới thiệu nhiều đến bạn. Kawasaki Kip 1/10 đột cái nét đẹp vi diệu trong cái khung cảnh bình minh, là dòng xe hai thì đình đám một thời ở thị trường Đông Nam Á. Dòng xe này rất được ưa chuộng ở Hà Lan, và cho đến nay đã có quá nhiều dòng xe độ nên con chiến mã này cũng nhanh chóng bị lãng quên. Tuy nhiên vẫn có rất nhiều biker vẫn tiếp tục gìn giữ đam mê cái chiến mã của mình bằng những bản độ đầy ấn tượng như cái chiếc Kawasaki Kip 1/10 độ chuyển như đây. Dù thay đổi rất nhiều chi tiết nhưng chủ xe vẫn giữ một hình ảnh nguyên thủy với bộ tem đậm chất thau, cũng như gây ấn tượng cho người thích phong cách xin. Phần đầu nhẹ nhàng với cụm tay thắng Rainbow bình dầu rời giúp việc bóp nhả phanh tạo một cảm giác nhẹ, êm ái rất nhiều. Hệ thống phanh được nâng cấp với đĩa đồ chơi được chính chập ốc vương niệm kết hợp cùng heo Rainbow Moto 3. Dàn chân mỏng manh với cái niềm nhôm mang cái sắc cam cũng khá thể thao, tạo một cảm giác lướt và nhẹ hơn cho người lái. Việc sang số trở nên linh hoạt và thoải mái hơn với bộ số gãy nhôm CNC, đồng thời nó cũng giúp người lái có cái dáng ngồi thể thao hơn. Phía sau vẫn giữ nguyên cái đùm nguyên thủy thay vì độ lên thắng đĩa như các phiên bản độ khác. Tuy nhiên chủ xe cũng đã tạo một điểm nhấn với càn thắng nhôm CNC kết hợp cùng với núm bông vàng. Ống xả độ với cái lon chất liệu là carbon sẽ cho âm thanh đã đặc trưng của dòng hai thì trở nên là tê tái hơn. Có thấy chủ xe rất cưng em nó, sáng sớm đã dắt em nó tập thể dục xong làm cái bộ ảnh luôn dưới đây. Cảm ơn bạn theo dõi này hay là kế tiếp, nhớ like, subscribe.